Hình ảnh Hồ Bích Trâm xinh đẹp trong ngày trọng đại của chính mình sánh bước bên chú rể điển trai đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Sáng ngày hôm nay, lễ cưới của Hồ Bích Trâm đã chính thức được diễn ra tại quê nhà Quảng Ngãi. Được biết, khu vực này vừa thực hiện quy định tránh tập trung đông, chỉ tối đa 50 người nên nữ diễn viên đã chia khách tham dự thành từng khung giờ 7 giờ, 8 giờ 30, 9 giờ 30, 11 giờ để đảm bảo thực hiện công tác phòng chống dịch. Xuất hiện trong lễ cưới, Hồ Bích Trâm xinh đẹp, tha thước với bộ váy cưới tinh khôi đơn giản. Cô được gia đình hai bên trao nhiều trang sức khiến cho dân tình cũng phải xích xoa khi thấy hình ảnh đeo vàng triệu cổ của nữ diễn viên. Trong khi đó, ông xã của cô diện áo dài trắng, lần đầu tiên lộ diện cùng với gương mặt điển trai ngời ngời. Dù cả hai cách nhau hơn 7 tuổi, thế nhưng khi đứng chung khung hình trong ngày trọng đại thì ai cũng phải tấm tắc khen, quả thật là xứng lứa vừa đôi. Theo chia sẻ từ phía một người bạn thân thiết, tại lễ cưới khi nghe anh trai và mẹ ruột chia sẻ, Hồ Bích Trâm đã bật khóc nức nở, đặc biệt nữ diễn viên luôn nhớ về ba, thương ba không thể tận mắt chứng kiến khoảnh khắc con gái đi lấy chồng. Trên trang cá nhân của mình, Hồ Bích Trâm xúc động chia sẻ, ba ơi, họ hộ mình đông đủ, chỉ có ba ngồi đây, thật sự xúc động, ước gì ba có thể còn sống. Cô Tám ôm con và khóc, con cũng lo, sưng mắt lên, nhưng vẫn không kìm được nước mắt. Cảm xúc quá ba ạ, con nhớ ba vô cùng. Được biết, nhiều nghệ sĩ đã tạm gác công việc để dành thời gian đến tham dự đám cưới và chung vui với Hồ Bích Trâm. Trong đó, phải kể đến cái tên nổi bật như Hùng Thuận, Long Nhật, Hà Trí Quang, Phương Dung. Với việc thực hiện nghiêm túc công tác phòng dịch, tất cả các khách mời đều đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và giữ khoảng cách. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng mời bác sĩ tới để tiến hành đo thân nhiệt, đảm bảo giãn cách. Tôi thực hiện đúng quy định, đồng thời chính quyền cũng giám sát nữa. Hơn nữa đây cũng là ngày vui chung của bà con, bạn bè trong gia đình mình. Tôi mong ai cũng khỏe mạnh cả, Hồ Bích Trâm chia sẻ. Trước đó thì dù bận rộn với công việc chuẩn bị cho lễ cưới, Hồ Bích Trâm vẫn ăn vận giản dị, đội nón lá, phụ mẹ việc nhà, đồng thời hoàn thành ngôi mộ mới cho ba quá cố. Ngày 4 tháng 5, nữ diễn viên đăng tải một tấm hình ấm áp của gia đình khi cùng nhau đi viếng mộ. Cô chia sẻ trên trang cá nhân, tâm nguyện của con đã hoàn thành, gia đình mình vui vẻ và hạnh phúc nha. Giờ đây sau những vất vả lo toan cho ba mẹ, ai cũng hạnh phúc khi Hồ Bích Trâm đã tìm thấy bến đỗ của cuộc đời. Chúng ta hãy cùng gửi lời chúc mừng, mong cô ấy hạnh phúc với một vai trò mới là người vợ và sau này sẽ là người mẹ mọi người nhé.